Xin chào các bạn đến với buổi sáng ngày 21 của ngày 20 20 tháng 9 năm 2016. Cảm ơn các bạn đã khen anh là anh Duy nói chuyện hay, anh Duy nói chuyện cuốn hút. Anh rất cảm ơn các bạn, nhưng mà anh tự xét rằng anh thấy anh chưa đạt tới cái level đó. Anh cần phải luyện tập thêm. Do đó anh phải cố gắng ngày cài đúng hai cái vlog đúng như dự kiến để cho anh luyện kêu nói của anh và các bạn luyện kêu nghe các bạn. Nói chúng ta gọi là gì ta? Speaking và listening kết hợp nha bạn. Thì hôm nay anh hay đề cập tới chuyện gái gú đó, tại vì anh cũng nói chung là muốn cảnh báo các bạn, con trai đừng dạy gái quá, thiệt thòi nhiều cái lắm, thiệt cho bản thân, thiệt cho gia đình, thiệt cho xã hội nữa. Bản thân là mình khổ nè, gia đình là cha mẹ mình ứa gan nè, thứ ba là xã hội nhìn mình coi thường nè. Tại vì ngày xưa anh là thằng chùm dạy gái luôn mà, hồi xưa anh dạy gái không tưởng luôn á. Nên có bạn hỏi anh Duy ơi, anh làm cái clip rạng da chơi với anh, nhưng mà nó thiệt sẽ làm nhưng mà không phải lúc này, tại vì chưa tới đúng thời điểm bạn. Da cắt lượng đã nói là thời cơ chưa có tới được nóng đó. Thì các bạn nhìn thấy kỹ trên vai là có hai cái vết rạn nha, và rạn trên và rạn dưới. Thì cái việc vụ án mà rạn dưới thì đúng là rạn da thiệt, còn cái rạn trên là rạn nhân tạo do anh dạy gái vậy. Cuộc đời của anh ngày xưa là anh có cái thú vui là tôn thờ cái đẹp, mà cả xã hội này nó tôn thờ cái đẹp luôn chứ không phải mình anh nữa. Đó, anh có quen nhỏ bồ, nó nhà nó quận 11 bạn, hai đứa đèo nhau xe, đèo là từ miền Bắc miền Nam mà chở nhau á, chở nhau trên xe đi chơi mà tật anh ra đường thấy đĩa bạn, trai xinh gái đẹp, cái nào lỗi nặng cũng đĩa đó. Trai đẹp đĩa để ngưỡng mộ hả, còn gái đẹp đĩa nóng người vậy thôi đó, đĩa cái nhỏ ngồi sáng ứa gan, mà nó ứa gan ngồi nhéo anh, mà nhỏ này nó vi phạm nguyên tắc cuộc chơi của anh đó rồi. Nói chung em chơi với anh, em chơi thì sao cũng được, nhưng mà đừng tàn phá thành cơ thể anh là ok đó. Mà em nhéo anh phát một mà bạn biết da anh cực đẹp, mà da đẹp thường ra da nó không có dày bạn, quất vô đây một cái mà nó nhéo ác chứ không phải nhéo thường, nó nhéo một phát một anh bị thẹo tới giờ luôn đó, là collagen nó bị gãy luôn các bạn, làm giờ anh nhớ nhỏ nó suốt đời luôn, nhỏ thâm ghê. Rồi quay được vấn đề, nó cái đẹp mà cái đẹp có những cái đẹp mà nó sắc nước hương trời, cái đẹp mà gọi là nó nghiêng thùng đổ nước, nghiêng thành đổ nước á, giống như là tứ đại mỹ nhân Trung Quốc thì không bàn nữa, nó quá nổi tiếng rồi. Nhưng mà giờ mình là người Việt Nam, các bậc tiền nhân đi xưa, các bậc tiền nhân ngày xưa cũng chết lên chết xuống vì cái đẹp, thì mình là hậu nhân mình phải nối tiếp cái gọi là cái truyền thống vẻ vang đó, đúng không bạn? Đúng không? Mà đồng ý là giờ nhìn một người đẹp với nhìn một người xấu, ở trong sao chưa biết, nhưng mà nhìn anh đâu nó nhìn, mà anh nói nhìn một người đẹp người xấu thì nhìn một cái người đẹp nó dễ chịu con mắt vô cùng, bạn đồng ý không? Đó, thì bởi vậy hôm nay anh sẽ đi vô một cái đề tài, một cái chủ đề là đẹp. Chữ đẹp luôn hình là sao? Mình tập cái hình đó là khỏe và đẹp, mất một trong hai bỏ vậy thôi. Tôi thể hình phục vụ cuộc sống, tôi chả cần nhiều cả, tôi chỉ cần tôi khỏe hơn và tôi đẹp trai hơn là được rồi đó. Vậy thì ngày xưa Xuân Diệu cũng đã quan niệm rất là rõ ràng về cái đẹp. Ông này quan niệm rất là men, đó là mai yếu đuối sao bằng thông mạnh mẽ, nét yêu kiều sao bằng vẻ hùng anh, những chàng trai đương sức lực tươi xanh, bước vạm vỡ như là đi chinh phục. Em đẹp khi em phồng nét ngực hít không gian và ngó thẳng trời xa, khi cánh tay giang ôm cả sơn hà, chân vút thẳng như trên đường vượt trải. Này mới đọc nè, em đẹp quá khi mày em nhíu lại, cặp mày xanh như rừng biết chen cây, em thảnh thơi như buổi sáng đầu ngày, em mạnh mẽ như buổi chiều giữa hạ. Đó, Xuân Diệu đó quan niệm là cái đẹp đơn giản vậy thôi, tức là đẹp là phải đẹp về hình thể cái đã. Đó, đẹp là phải ngực đẹp nè. Ví dụ em chỉ đẹp khi em phồng nét ngực, mà ngực em xẹp là ngực em không đẹp vậy thôi. Đó, Xuân Diệu phải anh nha. Đó. Đó, rồi Xuân Diệu đẹp là đẹp ở cái sự mạnh mẽ nữa, chứ không phải là đẹp đầu thơ nó có đó bạn. Là gì? Mai yếu đuối sao bằng thông mạnh mẽ? Tức là mấy con bánh bèo đó là nó không bằng được mấy con bánh cuốn đâu. Đó, đúng không? Mai yếu đuối sao bằng thông mạnh mẽ, rõ ràng tức là trong cái nét đẹp nó phải có cái sự mạnh mẽ tương đối đó, và cái ngoại hình ok đó. Xuân Diệu nói rõ ràng, anh phân tích thôi. Vậy là tóm lại là Xuân Diệu quan niệm là đẹp phải mạnh mẽ, ngoại hình phải ok, và thứ ba nữa, quả tiết phải xịn nữa bạn, quả tiết phải xịn nữa, tức là sao mắt nè, môi mũi chân mày nè rõ ràng. Chứ mỗi dù giờ giả sử như bạn body bạn đẹp rồi, bạn mạnh nữa mà cái mặt bạn xấu quá
đó thì cái vẻ đẹp của bạn nó cũng chưa được hoàn mỹ lắm. Bởi vậy quân sư diệu đó đã trong một cái bài thơ, những câu thơ ngắn gọn nhưng mà nó nói đầy đủ rồi đó. Bạn phân tích như là anh là thầy chấm văn, là anh chấm văn ok đó. Mà tiếc là ngày xưa là Xuân Diệu chưa tập gym nha, nếu mà level fitness của Xuân Diệu mà cao hơn chút xíu nữa là làm bài thơ là tuyệt tác để đời luôn các bạn. Tức là Xuân Diệu chưa có đi sâu vào chi tiết lắm, chỉ đi những cái bóng bẩy, những cái hình tượng ở bên ngoài này nọ kia thôi đó. Nhưng mà thôi, bài thơ rất hay rồi, không bàn nữa. Bài thơ rất hay rồi. Như em chỉ đẹp khi phòng nó cực đúng không? Em đẹp quá. Hồi nãy là đẹp bình thường thôi, giờ em đẹp quá khi cái mày em nó nhíu lại, tức là con gái mà tạo dáng đó. Đó là nghêu cớp 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 rồi đó các bạn. Nó rất là đẹp, rất là xinh đúng không? Xuân Diệu là cũng là chồng dạ gái luôn rồi. Cặp mày xanh như rừng biếc chen cây. Nó nghe đã chưa? Tức là ngày xưa đó anh có gọi là anh là fan ruột của Xuân Diệu bạn. Anh là rất là tôn thờ những phần thơ của Xuân Diệu, nên anh rất là tâm đắc. Nên người anh xưa sến súa lắm mà giờ nó cũng sến luôn chứ đâu có đâu khác với nhau đâu. Nhưng mà không dừng lại đó, Xuân Diệu còn tuyệt chiêu cuối nữa bạn. Tuyệt chiêu cuối chút xíu cuối clip anh mới chia sẻ, giờ chia sẻ nữa lộ. Vậy tóm lại là bữa nay anh trình bày về chữ đẹp nó hình ha. Ổng kia cu dương quá vô hỏi anh là giờ anh Duy anh thấy thích hình sao đẹp. Cái đó đẹp không tùy mắt của mọi người, nhưng mà mày hỏi chung anh á thì anh đứng trong cách trả lời công tâm công bằng nhất. Công tâm công bằng nhất, tao thấy đẹp và người khác thấy đẹp và xã hội nó thấy đẹp là ok. Mình đang nói chuyện ngoại hình nha, tính nết bỏ qua một bên nha. Đừng có câu mày comment vô mà nói chuyện anh Duy ơi. Cái nết mà đè chết cái đẹp là bỏ đi nha, cái đó là nó lạc hậu lắm các bạn ơi. Bây giờ đối với mình tập thể hình á, nãy nói rồi. Khỏe, bạn có khỏe chưa? Và xong rồi tới đẹp, giờ mình đi cái đẹp, phân tích sâu sắc cho đẹp nè. Tao nói á, nhiều khi nói ra tưởng ái nhiều thằng bực, nhưng mà thôi kệ nói, ai bực bực. Bỏ mà nói dương quá vậy nè, mà anh nói cũng có mấy người khác nghe, xong rồi mấy người khác nghe lùi lủi đi luôn, chắc nó hơi quê một chút xíu. Nói dương quá nè. À, anh nói thiệt với em á, mấy bạn mới tập thể hình á thì các bạn khi nó hơi bị bồng bông, nó hỗn loạn, nó là nhiều cái trường phái rồi nó dao động với nhau, mà bây giờ mà còn đi bơi trong mấy cái đống ta ba ta với ta ba không ta coi cái nào hiệu quả cái nào nó thiệt. Mấy thằng đó luyện công lâu lắm mới được đạt tới cảnh giới thượng thừa, lâu lắm, kệ nó, để cho mấy em nó bơi đi, bơi ít ra cũng không chết đuối nó. Nhưng mà giờ á thì đẹp đúng không em? Em hỏi anh đẹp sao thì anh xin trả lời như vậy. Anh chỉ nói em câu đơn giản thôi, một câu đơn giản thôi. Bụng sáu múi rất dễ, cơ to không khó, nhưng đẹp rất khó. Nghe nhỏ ngu người luôn mà. Anh nói vậy là sao? Nói vậy là sao? Tự nhiên bụng sáu múi rất dễ, cơ to không khó, nhưng mà đẹp thì rất khó. Hại não ghê chưa? Giờ phân tích nè. Bây giờ bụng sáu múi đúng không? Thằng ốm đương nhiên mở ít là bụng nó sáu múi rồi. Lúa bạn không bao giờ mà lòi ra được bụng một múi hết, hiếm con nào mà gọi là nó lean mà bụng nó một múi. Nên chuyện bụng ốm, nếu mà bụng bụng sáu múi ốm là sẽ có bụng sáu múi, hoặc là bây giờ chưa ốm tập nhịn ăn đi bụng sáu múi thôi, có gì đâu, đơn giản, bài toán rất simple, tập nhịn ăn ra bụng sáu múi. Nhưng mà mất đi vụ khỏe kia nha. Bây giờ cơ to rất dễ đúng, nó chỉ cơ to rất dễ, giờ bật tập đi tập nhiều vô, ăn nhiều vô, tự nhiên cơ to à. Đó, từ từ giờ nó to, từ từ nó cũng to. Thằng kia nó to nhanh hơn mình, kệ nó, trời cho nó cái idea nó tốt hơn, mình to chậm hơn nó cũng là to. Đó vậy thôi. Nhưng mà hai cái gộp lại đẹp rất khó. Tại vì đẹp nó không chỉ dừng lại chuyện bụng sáu múi, mà đẹp nó không chỉ dừng lại chuyện cơ to, mà đẹp nó phải là một sự kết hợp hài hòa. Bụng sáu múi bắt buộc phải có. Con trai tập tạ mà tuổi nhanh trở xuống, bụng không có sáu múi bỏ vậy. Nó thiệt cái bỏ. Bỏ luôn, nói chung là tự tập thì vậy. Nói bỏ thì nó cũng hơi ác quá đúng không các bạn, nhưng mà nói là đẹp là chưa đẹp đó. Nó đàn ông mà tập tạ, mà con trai tập tạ có bụng sáu múi là không đẹp. Ít ra cuộc đời của mình trong đời phải tìm kiếm được cái cảm giác bụng sáu múi để cởi đồ ra cho con gái nó trầm trồ với bạn, đúng không? Chứ giờ không lẽ mà tự nhiên giờ, ủa anh tập sao gumby hay vậy, chị em quýt bây giờ vậy, rất là buồn bạn. Dù như tuổi như anh ta lên thì không nói, lúc đó là tại vì người ta già rồi, lớn tuổi rồi, người ta thứ nhất là cái lửa nó cũng yếu yếu rồi, và thứ hai nữa đó là cái test nó cũng giảm giảm rồi, và thứ ba nữa là mỡ nó bị đẹp, bắt đầu xì nhiều rồi đó. Nên cái chuyện mà đàn ông mà cái tuổi như anh ta lên mà ba mấy 40 á, tập mà cái form người đẹp lộn, tập là người form đẹp lộn, nhưng mà riêng mấy đứa mà 18, 19, 20, 30, 18, 19, 20 mấy tuổi đó tập phải bụng sáu múi mà
còn vê kết gì đó kệ bà đó, cái chuyện vê kết là cái chuyện không phải ai cũng có nó, nhưng mà bụng 6 múi thì thằng nào nó có 6 múi cả, mình tập phải nó lòi cái múi đó nó mới đẹp chứ, đúng không bạn? Anh nhìn trai 6 múi là anh khoái à, nhìn một múi là anh kêu thôi mày bật đồ đi mày ơi. Bởi vì đi massage nhìn bi có một cục hoài chán lắm bạn, thiệt á, nói thiệt với bạn luôn, hiếm khi nào mà đi massage mới gặp thằng nào 6 múi. Mặc dù gọi là xông hơi chung rồi là tắm thủy lực chung này nọ, anh nhìn nó tắm thôi chứ nó bây giờ tắm thủy lực chung cho bạn. Nó nhìn bụng tọa gumby không mà nhìn trời ơi, nhìn người ngợm đâu tìm quá trời luôn bạn. Mà có một cái á, dai cũng có miếng thịt nữa, dài xíu tài xíu, khúc này đúng bự luôn, khúc này mở không đó. Nên khi là và trong đó có những người đi tập tạ đó chứ bạn, nói chuyện là biết chứ, nhưng mà tại người ta quan niệm về cái hình không đúng, người ta quan niệm cái hình là đơn giản rồi, tập chuột bự là khó tập cái hình rồi, được 1%, đúng không, 1/100. Con chuột là cái dễ ra nhất, con chuột là cái dễ lên nhất, nhưng mà cái bụng 6 múi mới là cái đẳng cấp nhất. Bởi vì người ta thi six pack bạn ơi, chứ không nào mà đi thi vú bự hết á, không nào thiếu bự, cái vụ chuột bự quá mà, hay dù là lạ chụp hình đăng avatar kiếm like chơi được, còn thi thì nói chung là model á, nói chuyện về đi xa mấy cái người mà model thời trang nè, tập gì tập bụng 6 múi bắt buộc phải có, nói vậy thôi, nó cóc cần cơ ngực nhiều cơ nhiều kia. Anh nói chuyện với vài bạn rồi đó, nó là giờ thi có cơ bụng có là ngon, mà nhìn nó ngon thiệt bạn, trời ơi nó đứng ra bãi biển nó mặc đồ quần đùi, trời ơi nhìn bụng đã, nhìn bụng không mà đâu nhìn gì nữa đâu, đúng không, nhìn bụng thôi, mà mấy kia nó không phải nó quá xấu, nhưng mà mấy kia nó không có gấu thôi đó. Nên tóm lại bụng 6 múi là cái điều kiện đầu tiên để nó chưa đẹp cái giang hồ nha bạn. Bạn tập thể hình bạn bạn chưa có bụng 6 múi thì bạn đóng một kép lại đi, bạn để ra chưa đẹp giấu lại, đừng đưa, từ từ đưa. Rồi cái tiếp theo nè, cái tiếp theo á là cơ bắp phải tương đối nha bạn, chứ giờ anh Duy nói bụng 6 múi về em người Dương Khô Ma đó, em nói em đẹp là em cặn lắm á, đúng không? Bụng 6 múi nó phải đi kèm với cơ bắp tương đối đó. Cơ bắp tương đối là tùy cái chữ tương đối, anh đã dùng chữ tương đối mà, là tùy bạn nhận định, bạn cảm thấy cơ bằng đủ rồi ok, bạn cảm thấy cơ bằng chưa đủ bụng build lên vậy thôi. Cho dù bạn đi theo bodybuilding hay bạn theo gì chăng nữa thì nó cái câu này nó vẫn đúng trong ngữ cảnh của bạn, đúng không? Bụng 6 múi cơ bắp có ngon là ok, là tôi nhìn thấy tôi đẹp rồi đó, đẹp đẹp cho mình chứ không phải đẹp do sân si với thằng kia, nó không phải là cái will của mình, nó nhìn mình khủng bố khủng long quá nó chơi mình không đẹp, cãi nó, chỉ đó chỉ của nó, đúng không? Còn mình đã bình xác nhận, xác định xác nhận tôi là tôi muốn như vậy nè, giờ tôi ra gì thì tôi có quyền nói tôi đẹp chứ, đúng không? Vậy thì cơ bắp tương đối là cơ bắp như thế nào? Tức là vùng nào cũng phải có và vùng nào cũng phải đều, chứ đừng có chuyện mà hả trên to dưới teo hoặc là ngược lại, cơ gì cũng có mỗi cái cơ cầu vai họ chả có miếng nào. À mà vụ này nói luôn nha mẹ, tức là trên cơ thể con người ta đó không ai, không phải là ai cũng hạnh phúc mà có đều hết tất cả các nhóm cơ nha bạn. Nên cái thằng kia mà lỡ con chuột nó nhỏ bạn đừng có chê nó, tội nghiệp nó bạn, đó là nói chuyện mất văn hóa đó bạn, nó thật đó. Ví dụ như quen bạn bè anh với thằng một phút ba giây thì không có gì để nói cả đó, anh đi massage anh bao nó bao ngược lại anh ăn, chuyện đó chuyện bình thường quá thân rồi không có gì để bàn đó. Nhưng mà gặp một thằng khác ví dụ như mới quen có đi chơi uống cà phê là phải làm chê con người ta đó, rồi chê vô duyên đó, mình đừng để người ta nói chuyện mình vô duyên, ví dụ mình nhìn thấy người ta đẹp mình khen, thấy người ta xấu thôi im, đó là văn hóa giao tiếp. Không muốn tối ngần vô sân si thằng kia đang tập kia kêu mà tao bóc chuối thêm đi, bóc chuối nhỏ xíu à, quay qua đục một cái vô mỏ rồi nó sao xui với bạn thiệt luôn á á. Cậu ông nội rồi cái đó chê vậy mới đọc nữa nè, trời đất ơi mày tập đùi trong đi, mày có đùi ngoài mày không có đùi trong, nó lãi như cái điều đúng không mà đòi nợ nữa, nó lãi như cái điều luôn. Bởi vậy nên mấy cái chuyện này nó anh nói các bạn phải tế nhị trong giao tiếp, bao giờ giao tiếp nhẹ, người ta xấu mình phải khen mà bạn. Tôi gặp ví dụ như nhiều khi mình nói câu dối lòng với nhỏ đó xấu quắc mà mình đi hẹn nó đi làm ăn nói chuyện này nọ phải khen, ồ xinh gái này nọ kia, người ta mới phái, đúng không? Người ta mới phái, người ta mới dễ làm ăn với mình chứ, mà vô mà đập câu vô trời đất ơi bữa nay em son bị lỗi nha, môi em đánh hơi dư, phải là thằng đàn bà vô duyên không, nói này không được chứ các bạn, chú ý điểm này, cơ bắp là tôn trọng không có chê, không có chê đó. Rồi chứ phần cơ bắp cũng có sống ảo nữa, nhưng mà em tối ngày chụp cái hình lên em tập 3 tháng anh thấy sao, kiểu đó là sống ảo á, nó không xấu nhưng mà nó ảo thôi đó. Tại sao mình hỏi câu đó, mình tự nhìn mình tự biết rồi mà, hoặc là mình hỏi chung chung thôi chứ còn nhiều khi mình post mấy tấm hình vậy thằng kia nó tập 3 năm nó yếu hơn bạn, nó buồn bạn, cái đó là cái ẩn ý đằng sau vấn đề mà bạn không thấy, bạn cứ trẻ trâu lên bạn nói em tập gì em bỏ tập tháng, em bỏ tập tháng em quay lại mới tập từng chuột, em dày là bự hay nhỏ mấy anh, em không có điều kiện xài súp chỉ ăn mì gói thôi đó, kiểu đó nữa là nhiều thằng nó ghét lắm luôn các bạn. Nó ghét lắm mà nó thiệt, cái anh Duy thì anh rất là dễ tính nhưng mà anh cũng không thể nào mà bảo kê các bạn được. Dù như các bạn trong group bạn làm vậy mấy thằng kia nó ghét, nó kêu đẩy bạn đi á thì theo số đông thôi chứ giờ sao bạn. Đó, những việc nó mình sống là sống khôn khôn xíu dễ sống, còn sống mà láo láo xíu khó sống lắm bạn.
mệt quá, sáng giờ mới có lên quất vô vlog hết nửa gói rồi. Rồi nãy tới đâu rồi ta? À tới cái vụ mà cơ bắp nó đều đúng không? Đều tức là vùng vai, vùng tay, vùng ngực, vùng mông, nói chung cơ nào cũng nên đều, nên có chút đỉnh để người ta biết mình tập tạ, đó là đẹp. Đẹp kết hợp với cơ đều, bụng sáu múi, và cái này nó quan trọng nè. Cái này là cái chỗ vấn đề nè. Các vòng cơ bản phải ok. Ba vòng là con gái thôi bạn, đàn ông nhiều vòng lắm, vòng vai nè. Các bạn nhìn vai nè, một vòng, vòng ngực hai vòng, vòng ba, bụng, vòng hông, vòng mông. Hông khác mông khác nha bạn. Nói sao nó nhỏ nhỏ nè, con thằng mấy có mấy thằng mà nó chơi bời sớm á bạn, tức là tuổi trẻ nó mà nó gọi là nó tò mò, nó kêu mình may các kiểu á, nó chơi bời sớm á, mốt cái giá đỡ mông nó bị xệ xuống bạn, mông nó sẽ rút ra, nên bạn đo cái hông đó trên, đo cái mông đó dưới nha. Đó, dòng hông khác, dòng mông khác, dòng đuôi hả, bắp chân thôi khỏi đi, bắp chân cái chuyện đó nó nhỏ quá, mình tha thứ nó đi. Đó, căn bản là vậy, dòng vai, ngực, bụng, mông, hông, đuôi, tức là các vòng cơ bản nó tương đối đẹp. Mà cái đẹp quan trọng nhất là cái vòng 2. Cái quan trọng nhất là cái vòng 2. Và cái quan trọng thứ hai là cái vòng mông. Và cái quan trọng thứ ba là cái vòng ngực. Ba vòng đó quan trọng nhất. Vai nó có lỡ nhỏ xíu nhưng mà cái tỷ lệ mấy thằng kia nó đỡ qua cũng đỡ. Nhưng nó tóm lại cái đùi bạn có thể nhỏ. Ví dụ như ok, nhưng mà bốn vòng sau đây là bạn nên đẹp nè. Vòng vai, vòng ngực, vòng eo, vòng mông, trong đó vòng eo quan trọng nhất. Tại sao vòng eo là vòng quan trọng nhất? Vòng eo là cái nút thắt bạn. Cái nút thắt bao giờ nó cũng là cái vòng quan trọng nhất. Nó là cái vòng quan trọng nhất về thẩm mỹ, về cả sức khỏe ở chỗ đó. Nên bạn làm gì bạn làm phải build cái vòng eo cho bạn cho nó xịn vô. Anh nói thiệt, bạn phải build vòng eo bạn nó xịn vô. Còn không bạn nghĩ coi, vòng eo bạn nó yếu một cái là ở trên một khúc, ở dưới một khúc nó gãy, ở giữa một cái là bạn chết chắc. Bạn chết chắc, không kiểu nào bạn sống được đó. Đó là tập hình mà tập khôn các bạn đó. Tập hình mà tập khôn á, còn mấy đứa mà tập mà chưa khôn lắm á thì nó dồn vô tập dưới đúng bật đúng mạnh đúng châu luôn, ở trên đúng mạnh đúng châu, ở giữa yếu xèo, vài bữa cứ ôm cái lưng khóc hoài. Mà cứ tưởng tượng đi, ở trên mạnh thì đương nhiên là tốt, ở dưới mạnh đương nhiên tốt, mà ở giữa nó yếu xèo à thì nó không kết nối được ở trên và ở dưới, thì nếu mà địch tấn công vô đây là cái gì chết, địch tấn công vô đây là cái gì chết. Đây là mấy bạn đó là thiếu tầm nhìn tầm quốc nha. Nên cái riêng cái bụng là bạn phải lo kỹ cho anh, bạn lo thiệt là kỹ cho anh, có cơ liên sườn luôn càng tốt. Nó cơ lên xuống là tốt, bằng tập bằng cứ giữ cái tỷ lệ mỡ nó vừa phải, cơ tương đối để cho cái bụng bằng đẹp trước rồi đã. Mà nói thiệt chứ bạn, khi bạn build được cái bụng bằng đẹp mà bạn theo những cái nguyên tắc bằng tập bằng đủ bài hết trơn á, ăn uống đủ bài hết trơn là người bạn khó xấu lắm bạn. Anh nói thiệt khó xấu lắm, xui lắm mới xấu thôi, tỷ lệ là 1/1000 luôn á, đúng không? Cái bụng build rất khó, ăn vô cái xì mỡ, ăn cái xì mỡ nằm ngay bụng không. Anh đang nói người bình thường nha, tức là người bình thường là cái độ nhạy cảm mỡ nằm ở bụng á. Còn ví dụ như mấy người khác á, thì 1% nhỏ nhoi còn lại nằm ở chỗ khác, thì đó anh không biết. Có thể là người mở bụng ít, mở ngực nhiều, hoặc là mở mông gì đó. Cái đó là trường hợp cá biệt. Trong thể hình nó có những cái trường hợp cá biệt, mà trường hợp cá biệt thì ông nội không ai nghiên cứu được cả nha. Người ta chỉ nghiên cứu cái trường hợp số đông thôi, cái trường hợp số đông thôi đó. Nên cái cơ co, tức là cái bụng á, bụng sáu múi và lưng dưới của bạn á, phải làm cho nó thật là dẻo dai, thật là manly mới khẳng định được cái vị thế đàn ông nha bạn. Thứ nhất là vẻ ngoại hình, và thứ hai là cái nét đẹp. Nên nó tóm lại là ba vòng của bạn nó phải ok, nó phải đầy đủ. Đó, bốn vòng chứ, đàn ông bốn vòng không? Đó, nó phải ok, phải đủ ngon lành. Tức là cái vai rất là quan trọng. Nếu mà giữa cái vai cái ngực bạn chia được chọn một trong hai thì anh có thể nói là bạn hy sinh, bạn lấy cái vai đi. Thằng nào khôn nó sẽ làm vậy, và thằng nào ngu nó sẽ ngược lại. Nó thử đi. Cái vai của bạn nó sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề. Cái nó mạnh hay không là cái vai rất là nhiều. Và nó đẹp hay không nó cái vai rất là nhiều. Bạn tưởng tượng bây giờ, ví dụ như bây giờ anh mặc đồ mà cái ngực anh nó nhỏ hơn chút xíu, bạn nhìn vẫn ok. Mà cái vai anh vậy anh mặc vô một cái anh đi ngang là cái người ta sẽ biết anh tập tạ, nhìn nó rất cân đối, rất hài hòa. Ngược lại cái ngực bằng chà bá rồi cái vai bằng chả có, nhìn nó mới ngộ á. Đó, nên cái vấn đề thẩm mỹ mỗi người đương nhiên là có bạn yếu vai, có bạn yếu ngực, chuyện đó chuyện bình thường. Nhưng mà nếu mà yếu ngực rồi thôi kệ bà, nó bỏ cái ngực, anh thấy các bạn rất là xinh xiêu cái ngực. Đã yếu rồi, bạn có làm mấy nó cũng không khá được bao nhiêu, thì thôi bỏ đi đầu tư cái khác bạn. Dân kinh doanh nó phải vậy. Bạn đầu tư một cái dự án bất động sản mà đang tuột giá nằm y ở ngoài à, bằng chôn tiền ở đó sao bạn? Thoái vốn chứ, đúng không? Gặp thằng nào đẩy vô bán rẻ mà nào quốc đi, tao đi đầu tư cái khác. Nên cái chữ đẹp trong thể hình nó rất là khó. Mà chữ đẹp nó còn có một cái khó nữa là bạn giữ được cái vẻ đẹp đó bao lâu. Bạn giữ được cái vẻ đẹp đó bao lâu đó. Nếu bạn không có lean body bạn không giữ được. Bạn không có lean body, tức là phương pháp tập lean body ấy nha bạn, là bạn không giữ được vẻ đẹp đó lâu. Nếu bạn bên kinh và cutting thì bạn đẹp được chừng tháng. Bạn đẹp được chừng tháng nhưng mà bạn không khéo là bạn yếu nữa chứ không phải là bạn đẹp nữa. Cái lúc mà bên kinh thôi bỏ đi, đừng có nào mà đang bên kinh nói chuyện đẹp với anh.
Ví dụ như có mấy học mấy thằng trẻ 16 7 tuổi vô nó tập đấy, mà dạo này mày uống creatine xong người mày nó phì nước dữ vậy. Nó phì nước luôn mà chứ phải phì mỡ là nhìn nó còn đỡ đỡ, nó phì nước nhìn thấy như cái bong bóng mà bạn. Bong bóng mà nó bơm nước vô, nhìn thằng nhìn vô mặt thèm bún ghê á. Thì có nhiều khi anh nhớ là tuổi thơ anh chơi bún thung mà, nhìn mặt nó nồng nồng dễ thương lắm. Đó. Sau cái nó giảm phải em đang xả, tao nói tao biết mày xả cái quỷ gì mày xả thì ghê quá vậy. Ở nhà mà có ai kiến gì không? Cái đó không biết nữa. Chỉ mẹ chứ nó mày tập tạ sao càng ngày càng tập càng bự, hư đồ hết rồi. Cái đó mày bự phải mày bự cơ, mày bơm đống nước vô hư đồ lắng nhách mốt mày xiết ra nó sẹp lép nó con. Xong cái nhỏ đi nhỏ xiết thiệt. Xiết vô ốm như lúc chưa tập bạn. Tức là cuộc đời nó tốt năm trời làm gì ta? Năm trời bơm nước vô và năm trời xả nước đi. Cơ không phải miếng nào hết. Đầu tư thất bại đã tốn, nó tốn 2 năm rồi đó, thằng cu đó tốn 2 năm rồi đó. Cái nó giờ anh Duy chỉ em hướng đi, hướng mấy con khỉ gì vlog ta mà nghe mà chưa nghe mà trẻ trâu, mà trẻ trâu mà lên mạng mà kiếm mấy cái quỷ gì đó mà nội công có mà áp dụng đúng nữa rồi đó. Nên giờ mày ra vậy đó, mày tập bình thường đi, tao nói cuộc đời mình nó sự thật nó mới là trường tồn đúng không, mình là phải chơi thiệt nó mới bền vững, còn mày chơi cái kiểu mà thời trang và kiểu thời vụ cái đó là cơ thể mày nó biến đổi liên tục. Mà cái tháng nó siết mà có xanh lét bạn, nó siết theo kiểu gì không biết nữa nha, để coi coi. Ăn không có miếng muối. Mà tập như con trâu rồi, ăn ít sạch rồi. Xong rồi chừng 2 tháng thiếu chất quá trời, mặt xanh lét cơ thể nó xuống được, mà người nó ốm. Ốm như lúc chưa tập vậy đó. Rất là mệt, rất là bèo, nói chung là nhìn là cái chất lượng cuộc sống nó kém lắm. Nó nên thôi cho mày có vài tháng vậy để cho mày rút kinh nghiệm, để mày biết mày khỏi cãi nữa, chứ mày cãi hoài tao mệt quá, tao đâu rảnh tao cãi với mày. Tao phải đi kiếm job nữa cho tao ngồi tao thanh luận với mày à. Giờ mày mới 17 tuổi, cha mẹ mà còn cho tiền ăn học, còn giờ ngược lại anh Duy mày phải nuôi cả gia đình nữa con. Nó nên cái vẻ đẹp mình nó phải trường tồn là điều tốt nhất. Nó trường tồn, nó ổn định thời gian, nó lên rất chậm và nó xuống rất chậm. Lean body là như vậy. Ví dụ như lean body của anh Duy á là năm đầu năm anh Duy 73 kg, thì cuối năm anh Duy được 73,5 kg hết cỡ. Chứ không có chuyện mà đầu năm 73 kg, cuối năm 83 kg, giữa năm 74 kg, không có mấy chuyện đó nha bạn. Nên đồ đạc Duy đỡ tốn tiền mua lắm, cứ chơi mấy bộ đơn giản này ra đường ăn cho lòng chơi cho nó vui vậy. Hôm qua đi ăn lẩu dê với Hương Trần, mẹ nó mình đi ăn lẩu dê, mình mặc đồ như thằng hai lúa, nó chơi như cái con công chúa vậy bạn. Đi ra đường anh ta tưởng đâu anh là tài xế cho nó không à. Đó, anh kêu giữ xe lại dắt giùm anh xe, anh không dắt luôn bạn. Con nhỏ kia ra nhìn cái một ta dạ chị đấy em này nào kia. Bởi vậy dịu khi mừng câu của tôi tin. Đắng mề thiệt các bạn. Căng luôn á. Đó. Mặn nhỏ này chơi không đẹp nè, hôm qua mày chửi nữa nè. Mặc dù anh mặc đồ hai lúa thiệt nhưng mà tánh anh là lúc nào cũng là ngạo khí ngang trời nha bạn. Người ta dắt xe cho nó mà thấy mẹ luôn á, anh qua đi chiếc chết 1000 bạn. Hôm qua anh mặc đồ hai lúa miếng thay đồ quá. Cũng làm biến lấy xe hơi quá, đi dắt 1000 đi ăn lẩu dê á. Xe nặng đúng nặng, gặp thằng bảo vệ kia nó xì ke. Nó dắt cái xe mà anh tưởng nó có xe ngã không, hoặc cãi ngã gãy giò nó thôi, chứ không phải là gãy cái xe của anh có chống đổ mà. Nói thì nói vậy thôi chứ anh tật anh ghét thương thương mọi người. Nó nghiêng một cái là anh ba lại chụp rồi. Đó chứ ai mà để cho người ta ra đường kiếm chén cơm vậy mà bị chưa thương tật vậy mà sống ác quá sống gì. Đó, xong rồi cái anh lên gắn chìa khóa xe anh rồ máy. Con mẹ phóng cái phốc lên ngồi bạn. Phóng cái phốc luôn. Anh nói cái phốc là bạn hiểu cái tướng nhỏ đó lùng lùng phụ tùng của Canada hay gì đó. Mất cái chảo đúng bự luôn. Đó, xong rồi cao có 1m57, 1m58 gì, cái xe anh cao mà phóng phóc lên ngồi cái nói xuống rồi xuống gì xong rồi xuống nó ra đường ăn uống ăn cho đã cái mỏ thì phải chơi cho nó đẹp. Em nghĩ sao cái bảo vệ cái nó dắt xe mà thấy mẹ luôn, cho nó vài đồng lẻ đi uống cà phê. Em sống gì đâu mà không biết, gọi là không có biết sống gì hết á. Không phải là anh cây cú gì mà cái này nhỏ này có tiền sử tiền án rồi, ngày trước cũng có tập đó đó bạn, đi ăn không biết bo cái gì vậy. Tiền thối người ta, ví dụ hồi đó đi ăn 5-8 ngàn, nó đưa 60 thối 2 ngàn nó cũng lấy nữa. Nó cái kiểu nhỏ này chơi, hồi đó anh chỉnh lần rồi đó, giờ lâu lâu quên hay sao á. Xuống, nhớ, lại nhiệm vụ, lại cho người ta vui vẻ, để bữa sau người ta tới. Bữa sau mình tới đó, em Út hay là ở đó người ta còn tiếp đón mình, gọi là cái thái độ nó nhẹ nhàng, nó thoải mái thì mình ăn bún nó mới ngon miệng. Chứ còn mốt tới, thôi thôi kệ mẹ để cho nó dắt đi. Thằng đó đi dắt ngàn đi hơi Mercedes chứ nó keo lắm, phải chết tiếng anh không? Chết anh, nó nhỏ đó bởi vậy suy nghĩ không có tầm nhìn, không có anh mới chửi chặt nữa. Nói chung là mệt mỏi với mấy đứa BBT quá. Còn nói lại, tóm lại cái kết của vlog này, nãy đẹp là nãy nói rồi vậy, các bạn cứ chú ý những cái điểm đó thì cơ thể mình mới đẹp được. Có mới đẹp được, đẹp là cái gì cũng dễ sống mà. Và là BBT cũng tiền nhiều hơn tao nữa. Tao không biết tao cách nào vô tôi kiếm BBT đẹp. BBT đẹp mà BBT có não nữa là kể như BBT nó ngon ăn luôn á.
kệ nó, bây giờ đẹp mà tiền tao không thiếu, tao cần xịn. Nó nguyên tắc rồi. Rồi xã hội bây giờ là có tầng lớp gì, hạ lưu, trung lưu, thượng lưu. Tao biết mình phòng riêng mình mở ra mà khách mà ai chả có, đúng không? Bây giờ ví dụ như bây giờ nói thiệt, người giàu phục vụ khác, đó là nguyên tắc bạn. Người giàu giữa tay vì người giàu ta khó tính cực kỳ luôn. Nó khó tính lắm, bạn không chiều đúng, bạn không gãi đúng chỗ ngứa là người ta chửi liền. Ra đường dịch vụ khó ăn lắm mà. Ví dụ còn mấy bạn sinh viên kia đơn giản nó biết tập bạ nó hết rồi, vô chỉ gì nữa, nó hỏi thì đỡ tạ giùm cho thôi chứ còn gì nữa đâu, đúng không? Bởi vì sinh viên nó còn cái nhược điểm là vô phá đồ quá, nhưng mà được cái ít hỏi hả, ngã tám nhiều mới đau chứ hả. Vậy thì mấy bạn BT đúng không, đẹp là kiếm tiền nhiều. Bây giờ nhân viên văn phòng đẹp, hợp đồng xịn, tướng bảnh bao ra đường ký hợp đồng dễ vô cùng luôn, nhìn là có đồ trust. Còn tướng xấu xấu ra thuyết phục thấy bà luôn, phải lấy đồ trust công ty ra chứ đồ trust cá nhân không có. Nó khổ vậy á, nó bởi giờ đẹp làm gì cũng dễ mà, đẹp làm gì cũng dễ nên mình tập hình là mình sức khỏe tự nhiên nó có rồi, khỏi xoắn, khỏi cần phải tập deadlift mới khỏe. Không có chuyện đó bạn, ngồi vô đẩy tạ là tập phải dùng thể thao là khỏe rồi, cơ bắp mình không nằm ngủ là khỏe rồi đó. Còn cái đẹp là cái mình phải build sao cho nó không khôn, build sao để còn kiếm ăn được, chứ phải build xong đã đời mình nhìn nó kiến mình cảm thấy con mình được coi là cái như rất là dở nha. Nhưng còn cái nữa là anh nói rồi, nét đẹp không cưỡng cầu nha bạn, nét đẹp không cưỡng cầu, nét đẹp nó chỉ xảy ra thời tuổi trẻ thôi. Còn tuổi già như tôi anh nè, tuổi già như anh em mình là chiến hữu đó, tuổi già như mấy anh ba ít nè, mấy anh tám ít xưa nè, mấy anh tám ít là đầu đời cuối đời giữa đâu điểm danh đây, tuổi già như Nguyễn nè, là mình phải gọi là duy trì cái đẹp thôi. Chứ giờ mình đừng có mưu cầu cái đẹp mà nó gọi là đẹp như mấy đứa 19 tuổi, không có chuyện đó. Tại vì Xuân Diệu đã khẳng định rồi, 19 tuổi đẹp nhất qua bài thơ 19 tuổi đây sau đây. 19 tuổi mặt trời đang ống ả, ánh sáng ca lanh lảnh tiếng đời ngân, bông hạnh cười 19 tuổi thanh tân, gánh nhẹ nhõm trên thân hình măng mọc. 19 tuổi hỡi ơi nàng mã ngọc, ríu rít chim là tuổi ước mơ hoa, hỡi chàng trai kiều diễm mãi vui ca, 19 tuổi chẳng hai lần hoa nở. Đó, Xuân Diệu đã khẳng định rồi, tuổi xuân mỗi người chỉ một, và 19 tuổi nó chỉ nở có một lần thôi. Bởi vì đứa nào tập tạ đó mà năm 17, 18 tuổi thì ráng build tới năm 19 tuổi cho nó đẹp đi. Còn tụi anh hết thời rồi, Duy Nguyễn hết thời rồi, nên Duy Nguyễn chỉ gọi là duy trì cái đẹp mà thôi. Thân ái kính chào, chúc bạn có một ngày tràn đầy năng lượng. Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thể hình online. Các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn. Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p, do đó các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn. Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn, và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên của website này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.